nhân 9X toàn năng nhất cây Bic phần 1, IZU không gì làm khó được, Suri ra mắt đã lập kỷ lục. Làng giải trí Hàn có rất nhiều ngôi sao, chính vì vậy để có được chỗ đứng vững chắc trong giới, ngoài ngoại hình nổi bật và sự may mắn ra thì thực lực là yếu tố quan trọng nhất. Hiện nay đang là thời của những ngôi sao 9X, dàn mỹ nhân thế hệ này có khá nhiều gương mặt đa sắc thái, lại còn cực giỏi và toàn năng nữa đấy. Cùng điểm qua ba cô gái đình đám ai cũng biết tới tên là Juna, IZU và Suri trước nhé. Juna 1990. Juna đã ra mắt từ rất lâu với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân Seo New CD. Không chỉ có kỹ năng ca hát và vũ đạo xuất sắc, ngoại hình sáng sân khấu, Juna còn là người tạo ra danh hiệu center đấy. Bởi vậy mà nữ thần đã tích lũy cho mình một lượng người hâm mộ đông đảo. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Juna tiếp tục chinh phục khán giả với kỹ năng tiến bộ dần theo thời gian. Vượt qua những chê bai ban đầu không phải là dễ dàng, nhưng Juna đã làm được rất tốt, còn phát triển đều ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ở mảng thời trang, Juna cũng không khiến cho người ta thất vọng bao giờ, với gu ăn mặc cũng như khả năng cân đồ cực tốt. Dù đó là phong cách ngây thơ, quyến rũ, thanh thuần hay sang trọng đi nữa, mỗi lần Juna xuất hiện ở các lễ trao giải hoặc thảm đỏ sâu thời trang đều trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ với vô vàn lời khen ngợi. Cũng phải nói thêm về khả năng học ngoại ngữ của cô nàng, Juna đã có chứng chỉ cấp độ 10 tiếng Trung, có thể giao tiếp lưu loát với phóng viên, còn đóng cả phim Hoa ngữ luôn mà. Ngoài ra, tiếng Anh lẫn tiếng Nhật cũng không làm khó được Juna. Thế này không gọi Juna là ngôi sao toàn năng thì còn ai xứng đáng danh hiệu đó nữa đây? IZU 1993. Một ngôi sao xuất thân thần tượng khác làm rạng danh sự toàn năng của các mỹ nhân 9X trong K-pop chính là em gái quốc dân IZU. Trước tiên, nhắc tới IZU thì chúng ta phải nói tới sự nghiệp ca hát cực kỳ thành công của cô nàng. Ra bài nào là hot hit bài đó, tổ chức concert quy mô tới sân vận động mà vẫn lấp kín hết được, album bán hàng top, thành tích nhạc số cũng dẫn đầu. Nói IZU chính là nữ ca sĩ solo thành công nhất trong làng nhạc Hàn cũng không hoa chút nào. Như bao người khác, hoạt động tới một số năm nhất định thì IZU cũng lấn sân sang diễn xuất. Tuy thời gian đầu phải chịu lời chê bai không ít, nhưng IZU rất có tinh thần nỗ lực, qua vài phim là chuyển mình, tiến bộ vượt bậc ngay. Đến bộ phim Ông chú của tôi và Khách sạn Ánh Trăng, IZU đã được công nhận là diễn viên trẻ tài năng của làng phim truyền hình Hàn. Sau khi chuyển hướng sang điện ảnh, ngay bộ đầu tiên là Broker, IZU đã có cơ hội vàng được bước trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes. Dù diễn xuất của IZU trong phim này vẫn chưa phải quá xuất sắc, nhưng việc diễn cạnh toàn những diễn viên thực lực hàng đỉnh chóp trong làng điện ảnh Hàn, lại còn là bộ phim đầu tay mà không bị lu mờ ảm đạm đã rất đáng khen. Cuối cùng, IZU cũng là ngôi sao quảng cáo đắt xô, mảng thời trang có thành tích khủng cực luôn. Phải nói là IZU chỉ không làm thôi chứ muốn làm thì cái gì cũng thành công hết. Suri 1994. Suri ra mắt năm 2010 với vai trò thần tượng âm nhạc và lập tức nhận được giải tân binh xuất sắc nhất cùng nhóm Mid A của mình. Ngay bộ phim truyền hình đầu tiên là Dream 2, cô nàng đã đóng nữ chính và nhận luôn giải tân binh xuất sắc cho mảng diễn xuất. Đóng bộ điện ảnh đầu tiên là Lớp kiến trúc 101, Suri vừa giành được tân binh xuất sắc của giải thưởng danh giá Bách Sang, vừa có luôn danh hiệu tình đầu quốc dân. Chưa hết, đi sâu tạp kỹ đầu tiên, cô nàng lại tiếp tục giành được tân binh xuất sắc. Mỹ nhân xinh đẹp của chúng ta là nghệ sĩ đầu tiên của Hàn giành được giải tân binh ở cả 4 lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và sâu tạp kỹ. Một lịch sử ấn tượng khó phai. Thời gian đầu, hướng sự nghiệp của Suri trải khắp các mảng, với mỗi mảng, cô nàng đều rất cố gắng để có thành tích chứ không phải làm cho có. Sau đó, Suri dần chuyển trọng tâm sự nghiệp sang diễn xuất, cô nâng cao thành tích qua từng năm, vượt qua những tranh cãi đầu tiên để được công nhận là diễn viên có tài. Và dấu ấn quan trọng nhất nhì sự nghiệp diễn xuất của Suri chính là vai nữ chính trong bộ phim Anna năm 2022. Ngoài ra, mỹ nhân này còn đầu tư bất động sản hơi bị đỉnh nữa đấy. Chẳng thế mà Suri là đại diện cho những ngôi sao Young and Rich của K-pop, đánh đâu thắng đó danh xứng với thực. Tài năng chính là thứ giúp cho ba mỹ nhân đình đám này đi sâu, đi dài trong sự nghiệp, phát triển rộng khắp và lấn sân sang được nhiều lĩnh vực. Chúng ta vẫn hay nói đùa là nhạc nào cũng nhảy được đấy. Juna, Suri và IZU chính là đại diện hùng hồn cho thấy dàn mỹ nhân 9X K-pop lấn sân không hề thua kém bất cứ ai. Đa sắc đa diện, toàn năng xinh đẹp, fan chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về tương lai của họ sau này. Bạn thích trai đẹp, bạn mê gái xinh, bạn ưa hóng hớt, chạm tin sao Hàn chính là điểm dừng chân lý tưởng, sẽ không làm bạn thất vọng đâu.